Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh chia sẻ những thông tin hữu ích về tử vi, phong thủy và tâm linh hàng đầu tại Việt Nam. Được sự tư vấn trực tiếp từ thầy Gia Cát và các thầy phong thủy nổi tiếng trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn video hướng dẫn bốc lại bát hương táo quân cuối năm đầy đủ và chính xác nhất. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Hầu hết ai trong chúng ta cũng biết tục lệ lập bàn thờ táo quân đã trở thành phong tục đẹp của người dân Việt Nam. Nó được xuất phát từ câu chuyện của người vợ cùng hai người chồng của mình. Sau khi họ mất, cảm động trước tình cảm họ dành cho nhau, Ngọc Hoàng đã cho họ làm thần linh cai quản khu vực nhà cửa, bếp núc. Từ sau sự tích ấy, các gia đình thường đặt bàn thờ táo quân tại khu vực bếp, phía tủ bếp có bàn thờ ông táo. Đây cũng được xem là phong tục truyền thống lâu đời của người dân Việt. Đặc biệt, vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm được lấy làm ngày Tết ông Công, ông Táo. Vào ngày này, các gia đình sẽ cúng ông Công, ông Táo về trời. Cá chép được xem là lễ vật cúng không thể thiếu, và nó là con vật được ông Táo cưỡi về châu trời. Vậy nên việc lập bàn thờ táo quân là phong tục hết sức tốt đẹp của dân tộc ta. Cuối năm, chúng ta cũng cần phải bao sái, tẩy uế, lau dọn bàn thờ và đặc biệt là việc tỉa chân nhang và bốc lại bát hương táo quân thế nào cho đúng. Đây là điều mà ai ai cũng phải quan tâm. Được sự tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ đồng hành hướng dẫn quý vị cách bốc lại bát hương táo quân sao cho đúng, cách chọn ngày giờ và đồ lễ chuẩn chỉnh nhất để không phạm phải những đại kỵ trong tâm linh. Để chuẩn bị cho việc bốc bát hương thần linh, ta cần những vật phẩm sau. Cốt thất bảo phải là cốt thất bảo chuẩn, gạo vàng thần tài, cho nếp, ngũ vị hương, trầm, bật lửa, rượu trắng, hương, hoa, trà, đồ lễ, cụ thể như sau. Gà luộc 1 con, 1 đĩa thịt quay hoặc thịt luộc, 1 đĩa bánh bao chay, 5 hoặc 15 chiếc, 1 đĩa chè, thuốc, trầu cau, 1 mâm cơm, canh, xôi 2 đĩa hoa quả, 1 đĩa 5 hoặc 15 quả, bánh kẹo, rượu, 1 đĩa gạo, 1 đĩa muối, hoa 5 hoặc 15 bông nên sử dụng số bông lẻ, 1 đèn dầu, 2 cốc nến hoặc cây nến. Đồ mã cũng có 5 đinh tiền vàng, bộ quần áo ông bà tiền chủ, hậu chủ, 2 vàng hoa đỏ đại, 2 vàng ngũ phương, 3 tập tiền tào quan. Ngoài ra quý vị và các bạn cần chuẩn bị thêm hương, trường lệnh, trường hiệu nếu có, chậu sạch, khăn sạch, rượu gừng hoặc rượu ngũ vị hương. Sau khi chuẩn bị xong đồ lễ, ta tiến hành bốc bát hương cho bàn thờ thần linh, gia tiên thờ 2 bát hương. Để việc bốc bát hương được hành thông thuận lợi, ta cần chuẩn bị những vật phẩm sau. Thất bảo, gạo vàng thần tài, ngũ vị hương, cho nếp, tờ di hiệu, giấy trang kim, trầm sông, tài liệu hướng dẫn bốc bát hương và văn khấn. Thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian, tượng trưng cho tinh khí của đất trời hội tụ. Thất bảo là một trong những vật phẩm không thể thiếu khi bốc lại bát hương. Để cho bát hương được linh thiêng, bắt buộc trong bát hương phải có thất bảo. Thất bảo bao gồm những thứ sau. Vàng, ngũ hành thuộc kim là một trong những bảo vật đặc biệt của đất trời, không bị biến sắc, không bị nhiễm tạp, là bảo vật dẫn khí, nạp tài, tượng trưng cho sự bình an và tài phú. Bạc, ngũ hành thuộc kim là vật phẩm bảo vật của đất, đại diện cho sự mộc mạc, chất phác, ánh sáng của trí tuệ, mang ý nghĩa là sức khỏe, trường thọ và an lạc. Hổ phách, ngũ hành thuộc mộc là bảo vật của mộc, kết tinh qua hàng triệu năm mà thành. Hổ phách cơ sữa linh khí của mộc được tôi luyện nên nó có tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn. Ngọc phỉ thúy, ngũ hành thuộc mộc là bảo vật được hình thành trong quá trình kiến tạo lớp vỏ trái đất. Ngọc phỉ thúy tượng trưng cho quyền lực, quý phái, đem lại may mắn và bình an. San hô đỏ, ngũ hành thuộc hỏa, một trong những bảo vật quý hiếm với sự kết tinh của vũ trụ. San hô đỏ giúp đem lại may mắn, kỵ tà, thành tịnh. Đá mã não đỏ, ngũ hành thuộc thổ, là một dạng khác của đá thạch anh nên mã não mang đầy đủ những năng lượng phong thủy tích cực. Mã não tượng trưng cho hạnh phúc, tốt lành và hương thịnh. Ngọc trai tự nhiên, ngũ hành thuộc thủy,
là một trong những bảo vật kết tinh của biển cả bao la, có màu ngũ sắc lấp lánh khi đưa ra ánh sáng, tượng trưng cho tài lộc, may mắn. Ngoài ra trong gói thất bảo của phong thủy Gia Cát có thêm chỉ ngũ sắc theo sự tư vấn của thầy Gia Cát. Sử dụng chỉ ngũ sắc trong bát hương để điều hòa ngũ hành, kỵ tà và mang lại sự linh thiêng của bát hương. Gạo vàng thần tài. Gạo vàng thần tài được xem là một vật thần kỳ, cực kỳ may mắn. Nó được chế tạo từ cát và đá tự nhiên thuần khiết. Mỗi công đoạn chế tác đều vận dụng các nguyên lý ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ một cách nghiêm túc. Sự linh nghiệm đặc biệt mạnh của gạo vàng thần tài được sử dụng trong việc kích tài. Vậy nên đây là vật phẩm cần phải có trong mỗi gia đình, đặc biệt là trong việc bốc lại bát hương và kích tài cho bát hương vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng. Ngũ vị hương là vật phẩm phong thủy dùng để bốc lại bát hương và bao xoáy bát hương cũng như bàn thờ. Ngũ vị hương bao gồm các loại hương liệu thảo mộc quý được dùng rất nhiều trong phong thủy như tẩy uế sơn khí khi vào nhà mới, bốc lại bát hương, pha với rượu để bao xoáy bát hương, lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ, thơm tho. Khi đó ngũ vị hương cho bát hương sẽ không còn bị tạp chất, sạch sẽ và thơm tho hơn, mang lại sự linh thiêng cho bàn thờ của bạn. Tờ di hiệu. Tờ di hiệu bát hương là tờ giấy được in thành màu vàng và được viết bằng chữ Hán nôm đỏ. Bộ di hiệu thường được sử dụng để viết tên người được gia đình thờ cúng và được đi kèm với đó là bộ thất bảo. Trong gói thất bảo mà thầy Gia Cát đã cung cấp có kèm tờ di hiệu và cách ghi di hiệu chi tiết cho từng bát hương. Giấy trang kim. Giấy trang kim là loại giấy có một mặt trắng kim, màu vàng, chuyên dùng khi bốc bát hương hoặc cho vào tiểu khi bốc mộ. Lớp giấy lâu ngày phân hủy hết nhưng còn lại lớp kim sẽ bọc lấy và bảo vệ xương cốt. Mọi người nên dùng loại trang kim chuyên dùng, không nên dùng loại giấy bạc bình thường sẽ không tiêu được lớp giấy. Giấy trang kim chuẩn được phong thủy Gia Cát gửi kèm trong gói thất bảo mà quý vị đã thỉnh là thứ không thể thiếu để bảo vệ thất bảo khỏi tạp chất, tạp khí. Trầm sông, gỗ trầm hương làm thác khói với hương thơm đặc biệt vốn được xem là có khả năng giúp tẩy hung khí, uế khí trong nhà. Ngoài ra, sản phẩm này còn giữ cân bằng, vì vậy mà thác khói trầm hương có công dụng giúp tụ vượng khí, góp phần làm gia tăng may mắn, tài lộc cho gia chủ. Sau khi bốc lại bát hương, cần phải sử dụng nụ trầm để xông khí tẩy uế cho bát hương sạch sẽ trước khi dâng lên bàn thờ. Tài liệu hướng dẫn quy trình bốc bát hương và van khấn bốc bát hương. Những tài liệu này đã được phong thủy Gia Cát gửi kèm với bộ thất bảo để đảm bảo cho quý vị bốc bát hương được chuẩn chỉnh và chính xác nhất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ lễ và vật phẩm để bốc lại bát hương, chúng ta bắt đầu tiến hành bốc bát hương theo quy trình. Tờ di hiệu sẽ ghi như sau: Phụng thờ, định phúc, táo quân, chư thần vị. Khi xong di hiệu, ta tiến hành làm theo các bước. Bước 1, sàng cho, chuẩn bị ngũ vị hương, thất bảo, trầm, gạo vàng thần tài, viết di hiệu, bật lửa, hương, nhang. Bước 2, sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn cho với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn cho nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất, toàn tâm toàn ý nghĩ về việc bốc bát hương. Khi đó bát hương mới linh ứng. Ngoài ra phải đọc ngũ bộ chú trong quá trình trộn cho nếp như hướng dẫn mà thầy Gia Cát và phong thủy Gia Cát đã có hướng dẫn gửi kèm trong bộ thất bảo. Sau khi trộn cho nếp đều với ngũ vị hương, cho nếp từ màu đen tuyền chuyển sang có ánh vàng của bột ngũ vị hương và có hương thơm dễ chịu. Trộn đều cho nếp với ngũ vị hương xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3, gói thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo mà phong thủy Gia Cát gửi cho các bạn có kèm theo hai tờ di hiệu và tờ giấy trang kim, một nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn bóc gói thất bảo ra, lấy tờ di hiệu ghi tên bát hương thờ ai như hướng dẫn của kênh phong thủy Gia Cát đã gửi kèm. Sau đó gấp gói thất bảo lại, đặt vào mặt sau của tờ di hiệu, gấp tờ di hiệu làm ba theo chiều ngang, sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu từ dưới lên trên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ giấy trang kim đặt ngược lên bàn. Đặt tờ di hiệu đã gói thất bảo vào, sau đó gấp sao cho vuông vắn, đẹp đẽ. Khi đã gấp xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4, khi đã bao xoáy tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu ngũ vị hương hoặc rượu gừng, ta đặt bát hương lên bàn sạch và tiến hành bốc bát hương. Đầu tiên, chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy bát hương khoảng 1/3 gói. Tiếp theo, chúng ta đặt gói thất bảo vào chính giữa bát hương, sao cho đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyện bát hương.
Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bốc cho nếp vào trong bát hương. Khi cho nếp đến khoảng một nửa bát hương, ta dừng lại rắc tiếp 1/3 gói gạo toàn thần tài đều trên bề mặt cho nếp. Tiếp đến lại bốc cho vào bát hương. Khi cho nếp đến miệng bát hương thì lại tiếp tục rắc số gạo vàng còn lại vào trong bát hương. Lưu ý ở giữa bát hương nên rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn những chỗ khác để khi đặt cây trầm lên sông bát hương không bị hóa, cắm hương sẽ bị đổ, gây nên sự lo sợ cho gia chủ. Để tránh việc này, chúng ta cần phải rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa để khi trầm sông xong không bị hóa bát hương. Sau khi rắc gạo vàng thần tài hết, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 5. Vệ sinh sạch sẽ bát hương và sông trầm, tẩy uế cho bát hương. Trong quá trình bốc bát hương, cho nếp có thể làm bẩn bát hương. Quý vị và các bạn hãy dùng khăn sạch, sử dụng nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng lau lại toàn bộ bát hương. Sau khi lau chùi sạch sẽ bát hương, đặt bát hương lên bàn sạch sẽ, nên dùng vải đỏ làm khăn trải bàn để nụ trầm mà phong thủy gia cát đã gửi kèm trong hộp thất bảo vào chính giữa bát hương để xông khí, tẩy uế cho bát hương. Để cho nụ trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên bàn thờ và cắm hương. Sau khi bốc xong bát hương thủ công, ta tiến hành dâng bát hương táo quân lên bàn thờ. Tùy theo cách sắp xếp và bàn thờ mà ta đặt bát hương táo quân ở vị trí hợp lý theo bố cục phong thủy. Sau khi an vị bát hương, ta tiến hành thắp hương. Ta cắm 5 que hương theo thứ tự, que 1 ở giữa, que 2 ở phía sau bên phải, que 3 ở phía trước bên phải, que 4 ở phía sau bên trái, que 5 ở phía trước bên trái. Như sơ đồ trên màn hình, quý vị hãy chụp lại để tránh bị nhầm lẫn. Sau khi thắp hương xong, ta tiến hành đọc bài khấn theo bài văn khấn mà kênh phong thủy Gia Cát đã gửi kèm quý vị. Khấn xong chờ hương cháy hết, hóa vàng mã, hạ đồ lễ. Như vậy phong thủy Gia Cát đã hướng dẫn quý vị xong cách tự bốc lại bát hương táo quân, táo công cuối năm. Hy vọng qua video chúng tôi chia sẻ, quý vị có thể tự làm được mà không cần nhờ đến thầy, gây tốn kém, mất chi phí nhiều. Trong quá trình bốc bát hương, nếu quý vị có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!